Hello, trên đây xin kính chào các quý anh chị em sống tại Hoa Kỳ. Bữa nay mình muốn chia sẻ với các bạn, mình mới nhận được một lá thư từ thành phố gửi xuống. Thì lá thư này nó gọi là Jury Duty. Thì Jury Duty là cái trách nhiệm của một người công dân Mỹ phải đi giữ tòa án. Thì trách nhiệm này để giữ sự công bằng cho hai bên. Thì trách nhiệm này không thể nào từ chối được. Nếu mà mình từ chối, mình phải có lý do riêng, và thành phố sẽ xét cái lý do của mình có chính đáng hay không chính đáng. Mà nếu mình không có lý do thì mình phải đi dự thôi. Mà nếu không đi thì bạn sẽ bị phạt 1.000 đô, cộng với lại bỏ tù. Thì cách đây cũng 9 năm, gần 9 năm, tức là năm 2011, mình cũng có đi dự tòa một lần, nhưng mà họ cho mình về, tại vì cái phiên tòa, cái sự phiên tòa đó, hai bên nó đồng ý, nó thỏa thuận với nhau, cho nên tòa án cho mình về. Và đúng ngày hôm đó luôn á, thì nó chứng giấy giấy cho mình, nó chứng nhận cho mình một tờ giấy là mình đã serve rồi, tức là đã đi dự tòa. Thì một lần mà bạn đi dự tòa rồi á, thì sau 8 năm sau nó sẽ gọi lại. Thì bây giờ nó gọi mình lại tức là sau sau 9 năm, đúng là 9 năm, nhưng mà thường thường là 8 năm thôi. 8 năm là cái thời gian nó gọi lại đó. Thì cái trách nhiệm này các bạn, mình không thể nào từ chối. Là một công dân Mỹ, mình có quyền lựa chọn đi bầu hay không đi bầu, đó là quyền lựa chọn của mình. Nhưng mà cái jury này là mình phải đi. Thì đó, bữa nay Chi Lê muốn chia sẻ với các bạn những cái quý anh chị đồng hương nào ở Hoa Kỳ có coi được cái video này thì nên cẩn thận, không được coi thường. Việc này mình phải đó là trách nhiệm của mình phải làm. Đó các bạn. Lá thư này nó nói là nó chỉ trả cho bạn, nếu mà bạn có việc làm á, có việc làm á, thì nó chỉ trả cho các bạn 40 đô một ngày thôi. Chỉ có 40 đô một ngày thôi, mà 40 đô một ngày mà không bằng một tiếng mà mình đi làm nha các bạn. Không bằng một tiếng mình đi làm á. Mà không sao đâu. Cũng phải đi thôi. Tòa án này là chỉ là tòa án nhỏ thôi, thì công dân Mỹ phải có trách nhiệm đi dự tòa để giữ giữ cái sự công bằng cho hai bên. Chứ tức là người dân có quyền có tiếng nói lựa chọn, sẽ quyết định đúng hay sai, chứ không có gì á. Thì đó là nhiệm vụ của công dân Mỹ, mình không đi là không được. Nếu mà tòa án không có thể tìm ra được người đi dự như mình trong những ngày kế tiếp thì họ có thể giữ mình lại thêm vài bữa nữa. Nếu mà không tìm được ai thì nó có thể giữ mình vài tháng luôn các bạn. Và nếu mà nó thích mình, nó giữ mình đi dự cái tòa án lớn luôn, nó gọi là grand jury á. Thì cái này gọi là jury thôi, cái này á, tòa án này gọi là jury thôi. Thì nếu mà nó thích mình á, thì nó đưa mình lên grand jury, tức là tòa án lớn á, có thể giữ mình vài tháng, không trả tiền, chỉ trả 40 đô một ngày thôi. Thì mình không biết ở Việt Nam nó có cái vụ này hay không, mình không biết không, nhưng mà ở bên Mỹ là vậy á các bạn. Mấy nước khác mình cũng không biết nữa, nên là mình chỉ chia sẻ cho các bạn trên mạng coi thôi. Thì đó các bạn, khoảng vài bữa nữa mình đi dự tòa. Mấy mấy bữa đó là mình không đi làm,
mình cũng hy vọng là nó không giữ mình lại. Chỉ lên đó là nó đuổi về thôi. Có nhiều người các bạn, người ta hỏi là mày có biết tiếng Anh không? Thì người ta nói là tao không biết, mà nó nói bằng tiếng Anh bạn. Nó nói mày không biết tại sao mà trả lời bằng tiếng Anh, hồi ra bên kia ngồi. Mày biết tiếng Anh mày mới trả lời được. Thì bởi mắc cười thiệt. Đã nói là không biết rồi mà còn nói bằng tiếng Anh là tao không biết. Đương nhiên là nó biết là mình hiểu nó mới trả lời bằng tiếng Anh với nó là tao không biết tiếng Anh. Kêu bên kia ngồi. Tắt cười thiệt. Thì đó các bạn, bữa nay mình muốn chia sẻ các bạn về thông tin nhiệm vụ của người công dân Mỹ cuộc sống ở Hoa Kỳ là vậy đó. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Rồi chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye nha các bạn.